Bảy viên ngọc ẩn chứa trong màn sương mù cuộc sống, hành trình của những tâm hồn thức tỉnh Là những nhà thám hiểm tinh thần, chúng ta dấn thân vào hành trình khám phá những tầng sâu thẳm của bản thân và thế giới xung quanh Con đường này ẩn chứa vô vàng điều kỳ diệu, nhưng cũng không thiếu trong gai thử thách Hiểu biết sâu sắc về cuộc sống là một món quà quý giá, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng đè nặng lên vai mỗi người Biết nhiều hơn đôi khi đồng nghĩa với việc đối mặt với những thực tế phủ phàng, những góc khuất mà ta thường cố gắng né tránh dưới đây là bảy viên ngọc ẩn chứa trong màn sương mù cuộc sống bảy chân lý mà những tâm hồn thức tỉnh sẽ phải đối mặt và chiến thắng một khủng hoảng hiện sinh cánh cửa dẫn đến sự khai sáng tâm hồn trên hành trình tu luyện tâm linh mỗi cá nhân đều phải đối mặt với khủng hoảng hiện sinh một ngã rẽ mang tính bước ngoặt dẫn dắt họ đến với đêm tối của tâm hồn đây là nghi thức chuyển đổi buộc mỗi người phải dấn thân vào sâu thẳm bản thân đối mặt với những nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Tuy nhiên, giai đoạn này không phải là hình phạt, mà là lời kêu gọi thức tỉnh, một hành trình thanh lọc và khai sáng tâm hồn. Nó lột trần những giá trị giả tạo, hé lộ bản chất thực sự của mỗi người và những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Bóng tối nuôi dưỡng tâm hồn Giống như một mầm cây cần mọc lên từ lòng đất, tâm hồn ta cũng cần trải qua bóng tối để trưởng thành khủng hoảng hiện sinh như cơn bão tố khiến những gì hời hợt sụp đổ buộc ta phải nhìn nhận bản thân một cách sâu sắc và trung thực hơn nỗi đau và bất an trong giai đoạn này là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy ta tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống khám phá những tiềm năng ẩn giấu bên trong bản thân sự chuyển hóa và tái sinh khi đối mặt với khủng hoảng hiện sinh ta buộc phải từ bỏ những thói quen cũ kỹ những mối quan hệ không còn phù hợp và những niềm tin đã lỗi thời đây là quá trình đau đớn nhưng cần thiết, giúp ta lột xác và tái sinh, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Ánh sáng sau cơn giông tố. Vượt qua khủng hoảng hiện sinh, ta sẽ gặt hái được những thành quả vô giá. Ta sẽ có được sự bình an nội tâm, kết nối sâu sắc với bản thân và thế giới xung quanh, đồng thời tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống đích thực. Hành trình này không dành cho những kẻ yếu tim. Nó đòi hỏi sự dũng cảm, kiên trì và lòng quyết tâm cao độ tuy nhiên phần thưởng xứng đáng dành cho những ai vượt qua nó là một cuộc sống viên mãn tràn đầy hạnh phúc và sự thanh thản hãy đối mặt với khủng hoảng hiện sinh với thái độ can đảm và cởi mở tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thầy tâm linh những người đồng hành trên con đường tu luyện luôn ghi nhớ rằng đây chỉ là một giai đoạn tạm thời và ánh sáng sẽ luôn xuất hiện sau cơn giông tố hãy tin tưởng vào bản thân và dấn thân vào hành trình khám phá tâm hồn khủng hoảng hiện sinh không phải là chướng ngại vật mà là cánh cửa dẫn đến sự khai sáng và viên mãn trong cuộc sống hai lạc bước trong mê cung chân lý hành trình khám phá bản chất đa chiều của sự thật trên con đường tâm linh con người thường khao khát tìm kiếm những chân lý tuyệt đối những quy tắc bất biến chi phối vạn vật tuy nhiên hành trình này ẩn chứa vô vàn bí ẩn và nghịch lý khiến ta nhận ra rằng chân lý không phải lúc nào cũng rạch ròi như ranh giới đen trắng vũ điệu huyền ảo của nghịch lý. Càng nỗ lực tìm kiếm, ta càng nhận ra sự phức tạp và đa chiều của sự thật. Những điều đúng đắn ở một khía cạnh nào đó có thể không đúng ở khía cạnh khác. Ví dụ, định luật vật lý chi phối thế giới vật chất có thể không áp dụng trong lĩnh vực tâm linh huyền bí. Một câu nói có thể ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc trong một bối cảnh nhưng lại trở nên vô nghĩa trong bối cảnh khác. Những nghịch lý này như những mảnh ghép trải rác, dẫn dắt ta vào mê cung của sự thật, nơi ta học cách chấp nhận sự bấp bênh không chắc chắn và luôn đặt câu hỏi mênh mông vô tận của sự bí ẩn vũ trụ bao la và tâm hồn con người còn ẩn chứa vô số điều bí ẩn mà trí tuệ hạn hẹp của ta không thể nào thấu hiểu thay vì coi đây là điều đáng thất vọng hãy nhìn nhận nó như lời mời gọi khám phá thế giới nội tâm phong phú và khơi dậy tiềm năng vô hạn của bản thân trái ngược với xã hội đề cao những câu trả lời dứt khoát và giải pháp rành mạch những bậc thầy tâm linh lại thường sử dụng ẩn dụ câu chuyện để khơi gợi sự suy tư và tự khám phá của mỗi cá nhân họ hiểu rằng chân lý không nằm ở điểm đến mà là hành trình tìm kiếm là sự cởi mở đón nhận những điều mới mẻ và không ngừng học hỏi nâng niu sự nghi ngờ trân trọng sự không chắc chắn chấp nhận sự phức tạp của chân lý đồng nghĩa với việc ta học cách chung sống với sự nghi ngờ và không chắc chắn thay vì né tránh hãy trân trọng những khoảnh khắc này bởi chúng chính là động lực thúc đẩy ta đào sâu suy nghĩ đặt câu hỏi và tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ sự nghi ngờ khuyến khích ta thách thức những niềm tin cũ kỹ thôi thúc ta học hỏi và trưởng thành nó giúp ta thoát khỏi sự tự mãn kiêu ngạo và luôn giữ cho tâm hồn rộng mở đón nhận những chân lý mới hành trình lột xác tâm hồn trên con đường tâm linh bạn có thể nhận ra rằng những niềm tin từng gắn bó giờ đây không còn phù hợp với bạn nữa đây là điều hoàn toàn tự nhiên trong quá trình tiến hóa của tâm hồn với mỗi tầng phức tạp được khám phá bạn sẽ dần có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự kết nối của vạn vật về bản chất vô thường của vạn vật và sự vĩnh hằng của ý thức hãy dũng cảm bước vào mê cung chân lý để trải nghiệm những nghịch lý bí ẩn và học cách chấp nhận sự phức tạp của thế giới hãy trân trọng sự nghi ngờ không chắc chắn và biến nó thành động lực để bạn không ngừng khám phá bản thân và tiến hóa tâm hồn Hành trình này không dành cho những kẻ yếu tim, nhưng phần thưởng dành cho bạn sẽ là một tâm hồn thanh thản, một trí tuệ sáng suốt và một cuộc sống viên mãn tràn đầy ý nghĩa. 3. Tìm kiếm tình yêu đích thực, hành trình hội ngộ những tâm hồn đồng điệu. Trên con đường thức tỉnh tâm linh, khát vọng về một tình yêu sâu sắc có ý nghĩa thường là một trong những đấu tranh nội tâm mãnh liệt nhất. Khi tâm hồn bạn khao khát sự kết nối vượt lên những ràng buộc thông thường, vươn xa khỏi thể xác và chạm đến cõi tâm linh, hành trình này có thể trở nên vô cùng cô đơn bạn không chỉ tìm kiếm một người bạn đời mà còn là một tri kỷ một người bạn đồng hành có thể đồng cảm với bản chất cao đẹp nhất của bạn sự thức tỉnh đã giúp bạn nhận ra rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc hay sự kết nối thể xác đơn thuần mà đó là sự kết hợp thiêng liêng sự gặp gỡ của những tâm hồn và một nguồn năng lượng giúp bồi đắp và nâng đỡ lẫn nhau bạn thấu hiểu rằng mỗi tương tác đều mang theo sức nặng của sự trao đổi năng lượng và những mối quan hệ hời hợt không còn đủ để thỏa mãn khát vọng sâu thẳm bên trong bạn điều này càng khiến hành trình tìm kiếm tình yêu trở nên gian nan hơn trong một thế giới đề cao sự hài lòng tức thời hơn là sự gắn kết sâu sắc nơi mà việc vuốt sang trái hay phải đã trở thành chuẩn mực để tìm kiếm bạn đời bản ngã thức tỉnh của bạn khao khát nhiều hơn thế bạn mong muốn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng tràn ngập những suy tư về vũ trụ và bản chất của sự tồn tại bạn tìm kiếm một người không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành trên con đường giác ngộ một người thấu hiểu rằng tình yêu là một hành trình tu tập tâm linh vì vậy hành trình này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm tình yêu mà còn là thu hút loại tình yêu phản chiếu bản chất sâu thẳm nhất của bạn đó là hành trình luôn giữ gìn lòng trung thực với tinh thần thức tỉnh của bạn và không hạ thấp giá trị cũng như chiều sâu mà bạn đã khám phá được bên trong bản thân lòng trung thành với những nhu cầu của tâm hồn bạn có thể thu hẹp con đường tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng nâng tầm giá trị của hành trình này. Do đó, điều vô cùng quan trọng là bạn phải dành trọn vẹn tình yêu thương cho chính bản thân mình trước tiên. Càng nuôi dưỡng và thấu hiểu bản chất của mình, bạn càng tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng nội tâm, thu hút những người trân trọng chiều sâu hơn là sự hơi hợt việc vun đắp tình yêu thương bản thân tạo nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ không chỉ tìm kiếm sự kết nối về mặt thể xác mà còn là sự đồng điệu của tâm hồn con đường này đòi hỏi sự kiên nhẫn niềm tin và lòng tin vào vũ trụ cũng như vào thời điểm thiêng liêng trong cuộc đời bạn khát khao mà bạn cảm nhận được chính là tín hiệu là lời kêu gọi tha thiết đến vũ trụ dành cho tri kỷ của bạn hãy ghi nhớ rằng vũ trụ không vận hành theo mong muốn của con người mà theo mốc thời gian thiêng liêng chỉ khi nào bạn thực sự sẵn sàng sẵn sàng không chỉ để tìm kiếm tình yêu mà còn để đón nhận và nuôi dưỡng nó trong khi chờ đợi tình yêu mà bạn tìm kiếm từ người khác cũng đang âm thầm tìm kiếm bạn những kết nối mà bạn mong muốn đang được hình thành một cách vô hình chuẩn bị để biểu hiện đúng lúc vì vậy trong hành trình tìm kiếm tri kỷ hãy để tình yêu thương mà bạn mang trong mình trở thành món quà cho thế giới hãy để nó lan tỏa trong những tương tác những sáng tạo và những hành động phục vụ của bạn dành cho người khác. Bằng cách này, bạn sẽ trở thành ngọn hải đăng của tình yêu và chính ánh sáng rực rỡ này sẽ dẫn dắt tình yêu đích thực đến với bạn. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng, hành trình tìm kiếm tri kỷ của bạn sẽ được đền đáp bằng một mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa và viên mãn, nơi hai tâm hồn đồng điệu hòa quyện và cùng nhau thăng hoa trên con đường tâm linh. 4. Khổ đau, bài học quý giá trên hành trình tâm linh. Trên con đường tâm linh một trong những chân lý sâu sắc nhất mà mỗi cá nhân phải đối mặt chính là thực tại của khổ đau dù đạt đến trình độ tâm linh cao đến đâu con người cũng không thể tránh khỏi những thăng trầm thử thách trong cuộc sống khổ đau tồn tại dưới nhiều hình thức thể xác tình cảm tinh thần và tâm linh nó có thể rõ ràng như vết thương rỉ máu hay tinh tế như những tổn thương trong tâm hồn mặc dù là điều phổ biến khổ đau thường bị né tránh chối bỏ hoặc hiểu lầm tuy nhiên để phát triển và trưởng thành trên hành trình tâm linh việc thấu hiểu và học hỏi từ khổ đau là điều vô cùng quan trọng cách tiếp cận tâm linh với khổ đau không phải là tìm kiếm hay tôn vinh nó mà là nhận ra vai trò của nó trong sự tiến hóa của bản thân khi đối mặt với khổ đau nó có tiềm năng phá vỡ vỏ bọc của bản ngã hé lộ những tầng sâu bên trong con người và khơi dậy lòng trắc ẩn khổ đau có thể phá bỏ những bức tường vô hình mà ta đã xây dựng quanh trái tim mở lòng đón nhận sự từ bi và thấu cảm sâu sắc hơn cho bản thân và người khác hơn nữa khổ đau thường là chất xúc tác cho sự chuyển hóa nó đánh thức ta khỏi sự tự mãn thúc đẩy ta đặt câu hỏi về hướng đi cuộc sống giá trị và mục đích tồn tại khổ đau khuyến khích ta tìm kiếm những góc nhìn mới khám phá sức mạnh và sự kiên cường mà ta không ngờ rằng mình sở hữu các truyền thống trí tuệ trên thế giới dạy chúng ta rằng chìa khóa để đối phó với khổ đau không phải là trốn tránh mà là trải qua nó một cách tỉnh táo điều này có nghĩa là thừa nhận nỗi đau đối diện với nó thấu hiểu gốc rễ của nó và học hỏi những bài học mà nó mang lại đồng thời ta cũng cần tìm kiếm sự cân bằng tinh tế giữa việc chấp nhận khổ đau như một phần của cuộc sống và không bị nó chi phối nói cách khác ta nhận ra rằng dù có trải qua khổ đau ta vẫn không bị định nghĩa bởi nó hòa nhập khổ đau vào hành trình tâm linh giúp ta học được nghệ thuật buông bỏ từ bỏ những gì không thể kiểm soát và tập trung năng lượng vào những gì có thể tác động nó dạy ta cách hiện diện với thực tại thay vì mong muốn những điều khác xảy ra trong sự hiện diện đó ta thường tìm thấy hạt giống của sự chữa lành và phát triển thông qua những hành động phục vụ lòng từ bi và lòng tốt ta chuyển hóa nỗi đau cá nhân thành sự chữa lành tập thể góp phần quan trọng cho sự trưởng thành về tâm linh hãy đối mặt với khổ đau một cách can đảm và tỉnh táo tìm kiếm bài học quý giá ẩn chứa trong mỗi trải nghiệm đau buồn biến đổi nỗi đau cá nhân thành sự chữa lành tập thể thông qua hành động phục vụ và lòng từ bi nhớ rằng khổ đau không thể định nghĩa bạn mà nó là cơ hội để bạn trưởng thành và phát triển trên con đường tâm linh hãy trân trọng mỗi trải nghiệm dù là vui hay buồn vì tất cả đều góp phần tạo nên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa của bạn năm hành trình buông bỏ vượt qua thử thách trưởng thành tâm hồn trên con đường tâm linh, mỗi cá nhân đều trải qua hành trình phiêu lưu đầy thử thách, dẫn dắt họ khám phá những điều chưa biết. Hành trình này đòi hỏi sự dũng cảm, kiên trì và sẵn sàng đối mặt với những nghịch lý, mâu thuẫn so với bản năng con người vốn có. Một trong những thử thách lớn nhất chính là việc buông bỏ, mặc dù đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô vàn phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Buông bỏ không chỉ đơn thuần là giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc vật chất, mà còn là sự giải thoát về mặt tinh thần. Đó là hành trình gỡ bỏ gông xiềng của tâm trí và bản ngã, thoát khỏi sự kìm kẹp của những ý tưởng, ham muốn và sự gắn bó. Quá trình này bao gồm việc từ bỏ những thứ níu kéo ta lại, từ tài sản vật chất đến những niềm tin lỗi thời, những hận thù cũ kỹ và những thất vọng trong quá khứ, tất cả những gì cản trở sự phát triển tâm linh và tự do của bản thân. Vậy tại sao buông bỏ lại trở nên khó khăn đến vậy? Bản ngã của mỗi người hay chính là cảm giác về cái tôi riêng biệt được xây dựng dựa trên sự gắn bó nó tìm thấy bản sắc trong quá khứ và sự an toàn trong sự quen thuộc tâm lý con người có xu hướng bám víu vào những trải nghiệm mối quan hệ và bản sắc mà họ đã quen thuộc ngay cả khi những điều đó không còn mang lại lợi ích hoặc thậm chí gây tổn thương cho họ sự bám víu này tạo ra ảo giác về sự kiểm soát và an toàn buông bỏ buộc ta phải đối mặt với những điều chưa biết chấp nhận sự không chắc chắn và đặt niềm tin vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống nó đòi hỏi sự đầu hàng trước trí tuệ cao hơn trước dòng chảy vũ trụ chi phối mọi sự tồn tại việc thực hành buông bỏ gắn liền với việc rèn luyện lòng tin tin tưởng vào quá trình cuộc sống là một bước nhảy vọt của đức tin không dựa trên khả năng dự đoán kết quả mà xuất phát từ niềm tin vào sự tốt đẹp vốn có của vũ trụ khi buông bỏ ta mở ra cánh cửa cho những trải nghiệm cơ hội và góc nhìn mới mẻ bước vào cuộc sống đó là hành trình tạo dựng không gian cho sự phát triển và mở rộng bản thân Buông bỏ cũng đồng nghĩa với tha thứ cho bản thân và người khác tha thứ là giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của oán giận và thù hận những điều cản trở dòng chảy năng lượng tâm linh trong cuộc sống thông qua sự tha thứ ta tự giải thoát khỏi xiềng xích của những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ và mở lòng đón nhận sức mạnh chữa lành của tình yêu thương mỗi hành động buông bỏ là một bài học về sự khiêm tốn và thấu hiểu bản chất nhất thời của vạn vật đó là phương pháp rèn luyện giúp ta kết nối với sự thật rằng mọi thứ đều vô thường và bản chất thực sự của ta không nằm ở những cạm bẫy bên ngoài cuộc sống mà ẩn sâu trong con người mỗi chúng ta hành trình buông bỏ không hề dễ dàng nhưng nó mang đến những giá trị vô cùng to lớn vượt qua thử thách này ta sẽ trưởng thành về mặt tâm hồn đạt được sự bình an nội tâm và tự do đích thực hãy thực hành buông bỏ một cách thường xuyên từ những điều nhỏ nhất cho đến những vấn đề lớn hơn nhớ rằng buông bỏ không phải là né tránh hay từ bỏ mà là bước tiến quan trọng trên con đường tâm linh luyện tập lòng tin vào bản thân vào vũ trụ và vào quá trình tự nhiên của cuộc sống tha thứ cho bản thân và người khác để giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng tiêu cực nhận thức rằng buông bỏ là hành trình mang đến sự trưởng thành bình an và tự do đích thực hãy dũng cảm bước vào hành trình buông bỏ bạn sẽ khám phá ra một thế giới mới mẻ và đầy tiềm năng bên trong chính mình 6. Hành trình tự vấn, khám phá bản ngã sâu thẳm, chiến binh dũng cảm đối mặt với bóng tối nội tâm. Hành trình khám phá bản thân, đặc biệt đối với những người có tâm hồn cao, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Tự vấn buộc ta phải đối mặt với những góc khuất trong tâm hồn, những phần tối tâm mà ta thường né tránh. Nó là một nghệ thuật, một cuộc đối thoại thiêng liêng với chính mình, đòi hỏi sự dũng cảm phi thường để hướng sâu vào nội tâm, soi sáng những vùng tối che phủ trong tâm trí nơi ẩn chứa những nỗi sợ hãi bất an và những cảm xúc bị kìm nén mà các dung gọi là cái bóng cái bóng không chỉ là nơi lưu giữ những đặc điểm tiêu cực mà còn ẩn chứa những tiềm năng vô hạn những tài năng chưa được đánh thức và nguồn năng lượng mạnh mẽ bị kìm hãm bởi sự khao khát được xã hội chấp nhận tham gia vào hành trình đối mặt với cái bóng là một cam kết với sự thật đòi hỏi ta thừa nhận rằng những khía cạnh tối tâm cũng là một phần không thể thiếu của bản thể giống như những phẩm chất tốt đẹp sự thừa nhận này không phải là tự trách móc bản thân, mà là bước đầu tiên để đón nhận trọn vẹn con người mình. Chính trong mảnh đất chấp nhận này, hạt giống của sự chuyển hóa được gieo mầm và nảy nở. Quá trình tự vấn và đối mặt với cái bóng là một cuộc khai cuộc đầy thử thách. Nó đòi hỏi sự kiên trì, lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ để đào sâu vào tâm lý, tìm kiếm gốc rễ của hành vi và cảm xúc. Đây là hành trình đặt ra những câu hỏi hóc búa, tại sao tôi lại phản ứng theo cách này? sâu thẳm tâm hồn tôi sợ hãi điều gì niềm tin hạn chế bản thân này bắt nguồn từ đâu đây là công việc đòi hỏi bản lĩnh phi thường bởi chỉ những chiến binh dũng cảm mới dám đối mặt với chính mình một cách trọn vẹn tuy nhiên mục đích của việc tự vấn không phải là loại bỏ bất kỳ phần nào của bản thân hay tạo ra một nhân cách mới thay vào đó nó hướng đến sự hòa hợp dung hòa tất cả các khía cạnh của bản thể thành một tổng thể hoàn chỉnh là những sinh linh tâm linh chúng ta được kêu gọi hướng đến sự toàn vẹn thay vì hoàn hảo sự toàn vẹn này bao hàm cả ánh sáng và bóng tối những gì được nhìn thấy và những gì ẩn khuất những gì được biết và những gì còn bí ẩn và chính trong vòng tay ông trọn vẹn ấy ta tìm thấy biểu hiện chân thực nhất của tự do hành trình tự vấn là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xứng đáng nó dẫn dắt ta khám phá bản ngã sâu thẳm giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích của cái bóng và bước vào cuộc sống với trái tim rộng mở tâm hồn thanh thản và tinh thần tự do đích thực dành thời gian cho bản thân mỗi ngày để thực hành thiền định viết nhật ký hoặc bất kỳ hình thức tự vấn nào phù hợp với bạn đặt ra những câu hỏi thách thức bản thân khuyến khích bạn nhìn nhận sâu sắc hơn vào những suy nghĩ cảm xúc và hành vi của mình hãy dũng cảm đối mặt với cái bóng thừa nhận những khía cạnh tối tâm trong bản thân mà không phán xét hay tự trách móc nhớ rằng hành trình tự vấn là một quá trình không phải đích đến hãy kiên nhẫn và trân trọng từng bước tiến của bạn hãy biến việc tự vấn trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của bạn để bạn có thể không ngừng phát triển trưởng thành và khám phá bản ngã sâu thẳm của chính mình hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trên hành trình này có rất nhiều nguồn tài nguyên và cộng đồng hỗ trợ bạn trong quá trình tự khám phá bản thân hãy dũng cảm bước đi và bạn sẽ nhận ra những điều kỳ diệu ẩn chứa bên trong chính mình 7. Hành trình tâm linh, khám phá vô tận bản chất tồn tại Nhiều người lầm tưởng rằng hành trình tâm linh dẫn đến một đích đến cố định, một đỉnh cao giác ngộ sẽ mang lại sự hoàn thiện và kết thúc hành trình tìm kiếm. Tuy nhiên, thực tế của con đường tâm linh lại dịu kỳ hơn nhiều, nó là một hành trình bất tận, không phải là một điểm đến. Hành trình này tự dòng chảy của con sông, luôn chuyển động, biến đổi và không bao giờ lặp lại chính xác ở bất kỳ khoảnh khắc nào chấp nhận bản chất linh hoạt của cuộc sống và sự phát triển cá nhân là chìa khóa cho sự phát triển tâm linh chính trong dòng chảy không ngừng nghỉ ấy ta tìm thấy bản chất của sự tồn tại chứ không phải trong bất kỳ trạng thái tĩnh tại nào của tiến bộ con đường tâm linh không hướng đến việc trở thành một người khác mà là không ngừng hoàn thiện bản ngã sâu sắc và chân thực của chính mình mỗi khoảnh khắc đều mang đến cơ hội học hỏi mở rộng và đào sâu sự hiểu biết về bản thân và mối liên hệ của ta với thế giới xung quanh nếu khái niệm cải thiện không ngừng nghỉ khiến bạn e ngại hãy thử tưởng tượng sự thay thế sự trì trệ tâm linh một cuộc sống thiếu khám phá một hành trình bị cắt ngắn chính bản chất liên tục của hành trình khiến cuộc sống trở nên sôi động và thú vị nhận thức rằng không có trạng thái giác ngộ tối thượng nào để đạt được sẽ giải phóng ta khỏi áp lực phải đến đích và cho phép ta tham gia trọn vẹn vào chính quá trình này những cột mốc mà bạn từng khao khát chinh phục như trở thành bậc thầy hay đạt được giác ngộ sẽ thay đổi và phát triển cùng bạn giác ngộ không phải là trạng thái vĩnh cửu để đạt được đó là chuỗi những khoảnh khắc thấu hiểu và trải nghiệm giúp ta khai sáng về những khía cạnh mới của sự tồn tại nó không phải là sự chấm dứt học hỏi mà là sự tiếp nhận sự phát triển không ngừng hành trình này không thiếu thách thức sẽ có những thăng trầm thành công và thất bại niềm vui và nỗi đau tuy nhiên chính qua những trải nghiệm đa dạng này ta mới có thể đánh giá cao sự trọn vẹn của cuộc sống khi bạn tiếp tục bước trên con đường của mình hãy để kiến thức này là kim chỉ nam và nguồn an ủi hành trình tâm linh là bất tận và đó không phải là gánh nặng mà là một món quà món quà quý giá của sự trở thành vĩnh cửu hãy trân trọng từng khoảnh khắc trên hành trình tâm linh của bạn vì mỗi khoảnh khắc đều mang đến cơ hội học hỏi và phát triển nhận thức rằng hành trình này là vô tận và không có điểm đến cố định hãy tập trung vào quá trình khám phá và trải nghiệm hơn là đạt được mục tiêu hãy dũng cảm đối mặt với những thách thức và khó khăn vì chính chúng là những bài học quý giá giúp bạn trưởng thành chia sẻ hành trình của bạn với những người khác để cùng nhau học hỏi hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau nhớ rằng hành trình tâm linh là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và bổ ích hãy tận hưởng từng bước chân trên con đường này hãy bước vào hành trình tâm linh với trái tim rộng mở và tâm hồn cởi mở bạn sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu ẩn chứa bên trong chính mình và vũ trụ bao la Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị.